Giang Cún Store chuyên iPhone cam kết giá tốt nhất, máy zin đẹp nguyên bản, tất cả đều bản quốc tế, cam kết đẹp xuất sắc, cam kết máy nguyên bản, bao giá rẻ nhất thị trường, giảm giá 100.000 đồng cho khách hàng thân thiết. Trả góp chỉ từ 2 triệu, hỗ trợ thu cũ đổi mới, lên đời điện thoại giá siêu hấp dẫn. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Thời sự công nghệ. Ngay sau đây sẽ là các tin tức chính trong ngày hôm nay. Apple sắp khai tử bộ đôi iPhone 6 và 6 Plus. Apple dự kiến bổ sung iPhone 6 và 6 Plus vào danh sách sản phẩm lỗi thời ở tất cả các quốc gia sớm nhất vào ngày 31 tháng 12. Thông tin này được đưa ra dựa vào một bản ghi hát nhớ xuất bản bởi Mac Rumors. Theo quy định, sau khi nhận biết thiết bị đã lỗi thời, nhân viên của cửa hàng Apple và nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của Apple có thể từ chối sửa chữa nếu không có phụ tùng thay thế. Được giới thiệu vào tháng 9 năm 2014, iPhone 6 và 6 Plus đã trở thành một trong những smartphone phổ biến nhất mà Apple từng bán ra. Cụ thể, đơn đặt hàng của iPhone 6 và 6 Plus đã đạt kỷ lục con số hơn 4 triệu trong vòng 24 giờ đầu tiên. Sau đó, 10 triệu chiếc iPhone 6 và 6 Plus đã được bán trong 3 ngày đầu mở bán chính thức, đánh dấu một kỷ lục khác của Apple. Trong suốt vòng đời của mình, iPhone 6 và iPhone 6 Plus đã bán được tổng cộng hơn 220 triệu chiếc. Điều này khiến chúng trở thành mẫu iPhone bán chạy nhất trong lịch sử và luôn đứng trong bảng xếp hạng những chiếc điện thoại thành công nhất mọi thời đại. Khi mới công bố, bộ đôi này đã nhận được những đánh giá tích cực về thiết kế, thông số kỹ thuật, camera và thời lượng pin đã cải tiến so với iPhone trước. Tuy nhiên, các khía cạnh thiết kế của bộ đôi này cũng bị chỉ trích khi mà dải anten đã phá vỡ sự liền mạch của lớp vỏ kim loại, hay như độ phân giải màn hình của iPhone 6 có kích thước tiêu chuẩn thấp hơn nhiều thiết bị cùng phân khúc khác. iPhone 6 và 6 Plus là những chiếc iPhone đầu tiên của công ty có màn hình lớn 4,7 inch và 5,5 inch vào thời điểm đó. Ngoài ra, chúng cũng là những thiết bị đầu tiên đi kèm Apple Pay, chip Apple A8 và hệ thống camera cải tiến. iPhone 6 Plus đã bị ngừng sản xuất vào năm 2016, trong khi iPhone 6 được phát hành cho đến năm 2018. Apple đã ngừng hỗ trợ các smartphone này kể từ phiên bản iOS 13. Đây là điều rất bất công trong bối cảnh các mẫu iPhone sau đó là iPhone 6S và 6S Plus hiện vẫn đang được hỗ trợ cập nhật lên iOS 15. Ứng dụng chống dịch Việt Nam được tải nhiều hơn TikTok, YouTube. Như mọi năm, các ứng dụng nước ngoài như Facebook hay Messenger tiếp tục dẫn đầu danh sách ứng dụng miễn phí có số lượt tải cao nhất trong năm trên App Store tại Việt Nam. Tuy nhiên, năm nay, vị trí thứ tư lại thuộc về một ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 là sổ sức khỏe điện tử khi đứng trên những mạng xã hội lớn như TikTok, YouTube, Instagram và cả nền tảng mua sắm trực tuyến như Shopee, Lazada. Ứng dụng sổ sức khỏe điện tử do Bộ Y tế phát hành giữa năm nay giúp người dân chủ động quản lý thông tin sức khỏe. Trên ứng dụng, mỗi người có một sổ y bạ kết nối trực tiếp với hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế. Trong COVID-19, sổ sức khỏe điện tử là một trong những ứng dụng chống dịch quan trọng của Việt Nam trong việc đăng ký, nhận kết quả tiêm chủng, khai báo y tế, đặt lịch khám tại cơ sở y tế, theo dõi hồ sơ cá nhân. Ngày 13 tháng 11, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế và Bộ Công an thống nhất PC COVID là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng chống COVID-19. Trong khi đó, Mic của Bộ Công an có vai trò định danh, xác thực người dân. Còn sổ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế quản lý thông tin sức khỏe của cá nhân. Cả hai sẽ vẫn tồn tại lâu dài, kể cả khi đại dịch kết thúc, để phục vụ xã hội. So với các ứng dụng chống dịch khác, sổ sức khỏe điện tử được người dân đánh giá cao vì hoạt động ổn định, ghi nhận thông tin tiêm chủng nhanh và chính xác. Còn PC COVID mới có mặt trên App Store và Google Play từ 30/9 và hiện đứng ở vị trí 11 trong danh sách. Ngoài sổ sức khỏe điện tử, một ứng dụng khác cũng nằm trong top 10 ứng dụng miễn phí phổ biến tại Việt Nam trên App Store 2021 là Vexit, bảo hiểm xã hội số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trên ứng dụng, người dùng có thể tra cứu thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, kiểm tra lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Apple mày giao dọn đường sáng cho iPhone 15. Theo một báo cáo mới từ DigiTimes, đối tác sản xuất chip của Apple, TSMC dự kiến bắt đầu sản xuất số lượng lớn chip 3 nanomet trong quý 4 2022. Điều này đồng nghĩa với việc con chip 3 nanomet trong các sản phẩm của Apple sẽ xuất hiện sớm nhất vào năm 2023. Được trích dẫn từ các nguồn trong ngành, ẩn danh, báo cáo của DigiTimes cũng không nêu nhiều thông tin chi tiết.
báo cáo chỉ ra rằng TSMC đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm chip 3 nanomet tại Fab 18 ở miền Nam Đài Loan, dự kiến triển khai sản xuất hàng loạt vào cho quý 4 2022. Mục tiêu của Apple về việc sử dụng chip 3 nanomet trong Mac, iPhone và iPad lần đầu tiên xuất hiện trong một báo cáo từ The Information vào tháng trước. Sự thay đổi dự kiến bắt đầu với iPhone và Mac vào năm 2023. Trước đó, một số tin đồn cho rằng iPhone 14 vào năm 2022 có thể sử dụng chip 3 nanomet. Hiện tại, các chip A15 trong iPhone 13 series M1, M1 Pro và M1 Max trên MacBook Pro đều được sản xuất bằng quy trình 5 nanomet. Việc sử dụng quy trình chế tạo nhỏ hơn sẽ cho phép Apple thu được lợi nhuận đáng kể về cả hiệu suất và năng suất. Trên thực tế, các báo cáo cho hay, lộ trình của táo khuyết cho thấy hãng sẽ tiếp tục vượt trội hơn so với các bộ vi xử lý trong tương lai của Intel trên PC. Đáng chú ý, các kế hoạch có thể thay đổi từ nay đến năm 2023 vì TSMC hiện đang phải đối mặt với những thách thức trong quá trình chuyển đổi sang sản xuất 3 nanomet. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, phần cứng iPhone 15 và Mac 3 nanomet đầu tiên sẽ mang đến những cải tiến đáng kể về hiệu suất và năng suất vào cuối năm 2023. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời sự công nghệ ngày hôm nay. Hãy ấn theo dõi và đăng ký kênh để tiếp tục thưởng thức các tin tức công nghệ mới nhất tiếp theo.